Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc hội thi tìm hiểu nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí năm 2024. Vòng sơ khảo hội thi có sự tham gia của 69 đội đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối. Mỗi đội có 3 thành viên chia thành 8 đợt thi. Với 2 phần thi trắc nghiệm và xử lý tình huống, các đội thi sẽ trả lời những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng, vai trò của cấp ủy đối với công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên về vai trò tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, đồng thời tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong đội ngũ cán bộ đảng viên.